Hi everyone, cô chào các bạn nha. Rồi hôm nay chúng ta sẽ luyện speaking, phần nói speaking. Ok, đây là phần luyện nói mới nhất nha. Rồi, cô có để cái đường dẫn trang, các bạn vào nhấn vô và các bạn tham khảo bắt đầu. Bây giờ cô đã đưa cho các bạn luyện bài tập rồi. Bây giờ các bạn chỉ cần trả lời nhanh và đọc tên thôi nha. Rồi, bây giờ câu số 1, các bạn trả lời nhanh nha, cô không nhắc đâu. Hello, my name is Miss Dan. What's your name? How are you today? How old are you? What's your English name? What's your other name? What grade are you in? What class are you in? What's your school name? Where's the monkey? What are the oranges? Which is the shells? Put the shell on the door. Now put the shell between the watermelons. Which is the book? Put the book in front of the babies. Which is the pen? Put the pen next to the pink flowers. Which is the bear? Put the bear behind the man. Which is the fish? Put the fish in the basket. Now, what's this? What color is it? How many pineapples are there? What is the woman doing? Now tell me about the flowers. What's this? Do you eat fish? What do you eat for breakfast? What's your favorite food? What are these?
color are your eyes? Do you wear glasses? Okay, what's this? Can you play the guitar? Where do you listen to music? Is it a bear? Do you like beer? What's your favorite animal? Okay, now, do you live in a house or an apartment? Who lives with you in your house? Is your bedroom big or small? Okay, thank you, goodbye. Rồi, các bạn có trả lời kịp cho cô và các bạn có đọc kịp cái bài của mình không? Nhớ là các bạn phải cắt những cái mẫu giấy ra giống cô đó. Các bạn sắp xếp ra trên 4 dưới 4 và sau đó các bạn đặt rồi chỉ tay vừa chỉ. Cái môn này muốn nói là các bạn phải nói. Những cái câu nào cô bấm ở dưới là các bạn đều phải nói nó nha. Đó, bây giờ chúng ta cùng check answer gửi. Rồi, rồi xem điểm số. Ok, 42 trên 43 sai ở câu nào thì các bạn xem sửa lại nha. Rồi câu chào hỏi reading tên thì các bạn biết rồi, nhớ đọc cái phản hồi nha, đọc cho thuộc nha để mình nói cho nhanh. Rồi câu hỏi thăm sức khỏe nhớ nha, đọc câu phản hồi. Rồi câu hỏi tuổi, mình bao nhiêu tuổi thì thế vào cho cô. Rồi English name, nhớ đặt cho mình một cái tên tiếng Anh đi nha các bạn, người ta hỏi là phải có, ai không có cũng phải ráng trả lời. À, không có thì bạn trai lấy tên bạn Tim, bạn gái lấy tên Rosie ha. Rồi một cái tên khác nữa mình cũng phải đặt ra, giống như là một cái tên cúng cơm hay tên gọi ở nhà. Một bạn nhiều khi có 4-5 cái tên lận á, 10 tên cũng có luôn á các bạn. Cho nên mình đặt nhiều tên ra, mình thích tên gì mình đặt ra. Thì khi ai đó hỏi là ô có tên khác nữa không, thì các bạn nói ở còn một cái tên nữa là Tèo ha. Đó, đọc cái phản hồi cho cô, nhớ là other name, other, other là khác á. Rồi tiếp theo, hỏi về khối, học khối lớp mấy? Ở khối 3 thì mình sẽ nói là lớp 3, khối 3. Rồi bây giờ khối 3 nè, các bạn nói là in grade 3 hoặc là các bạn nói I'm in the third grade. À, first, second, third. À. Rồi tiếp theo class hỏi, ủa học khối 3 rồi mà lớp mấy? Ở trong lớp mấy, phòng mấy vậy? What class are you in? Vậy các bạn nói là I'm in class 3, 5. À, học cho thuộc cái bản phản hồi xong quay lại video lại bằng trả lời lại cho cô nha. Anh thôi các bạn phản xạ nhanh, cô hỏi xong cô để vài giây cho các bạn trả lời, ok. Rồi tiếp theo, what's your school name, tên trường. Rồi học tên trường gì thì các bạn thay thế tên trường của mình vào nhớ nha. Thay tên trường, nhớ cái từ này, primary school là trường tiểu học. Rồi where is the monkey, vậy con khỉ ở đâu, thì các bạn thấy cái tay cô làm ký hiệu không? Nói here's the monkey, nhưng mà các bạn tay phải chỉ vô con khỉ nha. Nói here, ủa ở đâu vậy, người ta có biết đâu. Đấy, cái phần này là phần chỉ tay nha. Phần chỉ tay đó các bạn. Rồi xong thông tin rồi thì bây giờ tới phần thứ hai là các bạn phải chỉ tay. À, hỏi số ít số nhiều đó. Người ta hỏi một con khỉ, các bạn nói here is cho cô nha. À, đáp án nè, here is nha. Rồi người ta hỏi where are nè, thấy không, the oranges, những quả cam ở đâu, thì các bạn phải chỉ tay vô đó, cô có làm ký hiệu chỉ tay rồi các bạn phải nói câu here are, tại vì nhiều quả cam mà oranges cho nên là các bạn phải dùng here are, đây nè, nó ở đây nè, nếu bạn chỉ tay vào người ta mới biết được. Đấy, hết xong hai phần là phần chỉ tay, nó chỉ có hai câu số ít số nhiều thôi mà các bạn không chỉ tay được coi như là không có điểm ha. Rồi sau đó cái hình này các bạn phải cắt ra đi, sau rồi các bạn người ta hỏi which is the cell, which là nào. À, hình nào, the self là cái vỏ sò là hình nào vậy, thì các bạn nói here is the self và các bạn chỉ tay vô hoặc là cầm lên cho người ta xem đó, là cô có ra hiệu cho các bạn hết. Thì sau cái này các bạn làm lại cho cô nha, làm 5-10 lần các bạn mới nhớ được ha. Đây là cái câu trả lời của mình nè, here is the self,
Được chưa? Sales. Rồi, người ta yêu cầu mình là put, hãy đặt put the shelf on the door, hãy đặt cái tấm hình shelf đó đó, con mới tìm thấy đó, đặt lên cửa đi. Thì mình sẽ để cái tay lên trên cửa này, cái chỗ vị trí cô đang đánh dấu nè, hoặc là đặt trên đây cũng được nè, miễn sao là trên cái cánh cửa, mình dán lên trên cửa vậy đó. Rồi xong mình nói cái câu the shelf is on the door, nhớ nha, là có cái vỏ sò thì ở trên cánh cửa đó. Mình đọc lại, bỏ cái chữ put đi thôi. À, thêm cái chữ is vào, the shelf có một cái thì ta dùng is nha. Đây các bạn đọc câu phản hồi là nó ra ha, nhớ đọc thuộc nè. Đấy là cái kỹ năng nói và luyện tập thì mới nói được, giống như em bé mỗi ngày nói ba ba ba, mẹ mẹ mẹ, hay là bên biết nói. Rồi put the shelf between, học cho cô các từ chỉ vị trí between. Between the watermelons là phải đặt ở giữa hai trái dưa hấu, thì các bạn đặt lên tay, đặt miệng nói the shelf is between the watermelons. Ok, nhớ phải xì cho cô nha, đọc cái câu phản hồi cho thuộc nha. Đấy cô có giải thích rồi nè, cầm và nói ha, cầm đọc lên và nói. Rồi which is the books, cuốn sách ở đâu, which is the book. Đây thì các bạn nói đây nè, thì nói là here is the book. Nhớ có một cuốn sách thì dùng is, here is. À, here is the book. Rồi nhớ chỉ tay nha, không chỉ tay là không có điểm. Put the book in front of the babies, hãy đặt quyển sách ở trước mặt các em bé đi. Thì các bạn đặt ngay cái chỗ vị trí cô chỉ nè, tay đặt rồi nhưng mà cái miệng câm thì không được, tại vì môn này môn nói cho nên các bạn phải nói. Rồi the book is in front of the babies, được chưa? Câu dưới nó sai tại vì nó không có cái chữ of, in front of mới là ở phía trước nha. Đó cô có nhắc các bạn nè, cầm tranh và đọc nha. Rồi which is the pen, thì cái bút ở đâu thì các bạn chỉ tay, which is the pen, here is the pen ha. Rồi cái câu này sai nè, put the pen next to the pink flowers, hãy đặt cái cây bút mực ở kế bên bông hoa màu hồng. Đây các bạn đặt ở kế bên, vậy tại sao các bạn biết sai không? Coi phản hồi nè, the pen is mà chọn A là sai, tại vì nó là số ít, nhiều bạn không phân biệt được đâu là is đâu là A nha. Đó, hôm nay làm một cái câu sai cho các bạn để các bạn chú ý ấn tượng. The pen is next to the pink flower. Rồi, mình chỉ cầm cái hình mình đặt kế bên cái miệng mình nói cái câu này nha. Ok. Rồi, which is the bear, con gấu ở đâu? Vậy chỉ tay vô, here is the bear, con gấu ở đây. Rồi, nhớ đọc phản hồi nha, cho thuộc nha. Cô nhắc đi nhắc lại các bạn nghe riết cũng chán, chán là các bạn giỏi rồi đó, là các bạn nhớ ấn tượng trong đầu. The bear is behind the man, thì đặt cái con gấu lên đằng sau người đàn ông. Xong rồi nói cái câu đó nha, nhớ cho cô cái từ is ha. Một con gấu người ta dùng is. Rồi đọc câu phản hồi cho thuộc ha. Rồi which is the fish, con cá ở đâu vậy? Đây chỉ, here is the fish. Rồi sau đó put the fish in the basket, đặt vào trong cái giỏ này đi, cái rổ này đi. Thì mình vừa đặt chỉ cái tay cái miệng mình nói the fish is in the basket, nhớ nha. Như vậy mới có điểm, tại muốn nói mà các bạn phải nói và phải làm động tác thì các bạn mới có điểm ha. Now what's this, bây giờ người ta không nói đặt nữa rồi, người ta chỉ cho trong hình, người ta chỉ một cái trái này thôi thì nghe nha. Người ta hỏi what's this, what's this, cái gì đây, thì các bạn phải trả lời is a pineapple, đó là một quả thơm, một quả khó, một quả dứa, tùy theo mỗi nơi người ta gọi một cái quả gì đó, được chưa? Thì cô nói hết ra thì chúng bạn nào thì bạn đó dùng cái từ đó nhá. Rồi thôi chứ đừng dùng ăn ha. Rồi các bạn nhớ đọc phản hồi nha. Rồi what color is it, what color is it, nó màu gì, thì nó màu vàng thì các bạn chỉ trả lời is yellow thôi ha. Đọc câu phản hồi đi. How many pineapples are there, có mấy quả thơm vậy? Thì đếm 1, 2, 3, có 3 thì các bạn chọn there are 3 ha. Có 3 các bạn dùng there are là có, there is là có một thôi. Này có 3 thì các bạn phải there are, nhớ ha. Đọc câu, rồi câu phản hồi sai rồi, sorry các bạn nha, there are nha. Rồi tiếp theo, what is the woman doing, người phụ nữ đang làm gì? Người phụ nữ đang nói chuyện điện thoại là talking on the phone. Vậy mình sẽ nói là she is talking on the phone. À, nhớ đọc nhanh, ai đọc nhanh hơn cô là giỏi rồi đó. Viết bình luận cho cô biết nha.
Cô vui, ai đọc giỏi hơn cô này? Các bạn đọc giỏi hơn cô là chắc chắn, tại vì các bạn được học tiếng Anh còn lúc nhỏ đó, cho nên là nghe cái giọng của các bạn rất là hay nha. She is talking on the phone ha. Rồi ok. Tell me about the flower. Phần này là khó nhất này. Các bạn phải viết một câu ha. Các bạn phải viết câu, phải đọc câu, làm một cái câu nào đó. Ít nhất hai câu ha. Làm một câu thôi là cũng được rồi, nhưng mà theo cô phải ít nhất hai câu thì nó mới đúng. Là cái dạng mà tell me là hãy kể cho tôi. Kể thì phải kể nhiều lên. Ai làm trên hai câu là có điểm nhiều. Cô làm ba câu luôn các bạn. The flower pink là mình phải mô tả nó màu gì, nó đẹp không và nó đang ở đâu đó. Rồi mình thêm một câu nữa là có bao nhiêu đó. Vậy là the flower are pink, nhiều bông hoa thì màu đỏ. Ta dùng are hết cho cô nha. They are on the table, nó ở trên bàn. Rồi they are very beautiful, nó rất là đẹp. Rồi ví dụ nó có 10 cái bông hoa đi thì mình sẽ nói là there are 10 flowers, được chưa? Rồi cái mình nói là câu khác được không? Được, các bạn tự đặt ra nha. Tức là I like flower, tôi thích hoa. I love flower, tôi cũng thích hoa. Rồi đó. Rồi thì các bạn coi câu phản hồi nha. Đó, tôi để lại để cho các bạn đọc kỹ. What's this? Đây là cái gì? Các bạn trả lời it's a fish. Nó là một con cá. Nhưng mà nói về món ăn thì các bạn nói là it's fish là được rồi. Nó là một món cá ha. Rồi, do you eat fish? Bạn có ăn cá không? Có thì các bạn nói yes I do, I eat fish. Tôi ăn cá, được chưa? Còn nếu không thì nói no I don't eat fish. Câu tiếp theo, what do you eat for breakfast? Bạn ăn gì cho bữa sáng vậy? Thì bạn ăn gì bạn tự tả ra, hoặc là ai không biết thì cứ nói fish and rice, ăn cá và cơm for breakfast cho bữa sáng. Còn không thì các bạn nói là I eat noodles, được chưa? Tôi ăn cà, ăn mì, được chưa? Rồi, what's your favorite food? Người ta hỏi tiếp là bạn thích nhất cái món ăn gì đó? Là món ăn yêu thích nhất của bạn, nhớ cái từ favorite là thích nhất nha. Thì mình trả lời là my favorite food is chicken, hoặc là pizza, hoặc là noodles. Đó, các bạn tự tả ha, nhiều món ăn mà. Nhớ học cho cô cái thuộc cái bảng food and drink nha, bảng từ đó. What are these? Đây là cái gì? Những cái gì đây? Có hai con mắt thì các bạn nói they are eyes, chúng nó là những con mắt. Nhớ là hai con mắt các bạn phải xì ra nha. Eyes. These are eyes hoặc là they are eyes. Rồi, what color are your eyes? Vậy màu mắt của bạn là gì? Thì các bạn nói they are brown, chúng nó là màu nâu. Rồi, nếu mắt các bạn màu đen thì các bạn nói they are black. Màu xanh các bạn nói they are blue hoặc là green ha. Do you wear glasses? Câu này các bạn không được nhìn chữ đâu mà các bạn phải quay mặt đi. Và các bạn nhìn vô trong bài kiểm tra của mình thôi, cái trang của mình thôi. Hoặc là câu hỏi ngoài các bạn phải quay mặt đi, các bạn trả lời có đeo kính thì các bạn nói yes I do, I wear it. Wear glasses, được chưa? Còn không có thì mình nói no, I don't wear glasses ha. Còn những bạn nào mà đang đeo kính giống cô mà đi nói là no, I don't wear glasses là câu hỏi đó nó có cái gì đó sai sai ha. What's this? Đây là cái gì? Vậy thì mình trả lời it's a guitar, nó là cây đàn guitar ha. Rồi, can you play the guitar? Hỏi bạn có biết chơi đàn guitar không? Em nói yes I can play the guitar. Ok, thì người ta hỏi xong mình phải trả lời ngay nha. Đó là phản xạ nói đó. Hôm nay cô nói nhiều, mấy bài sau thì các bạn tự trả lời nha. Rồi, các bạn không biết thì các bạn no I can't play the guitar, but I can play the piano. Nhưng mà tôi biết chơi đàn piano đấy. Đó là cái câu trả lời rộng, thì càng nói nhiều càng tốt, xoay quanh vấn đề nha. Ok. Where do you listen to music? Bạn nghe nhạc ở đâu? Thì nghe nhạc ở trong cái phòng nào đó, bedroom hay là living room hay là kitchen hay là bathroom, dining room, tùy theo các bạn chọn. Hoặc là các bạn nghe nhạc ở in the zoo trong sở thú đi, hoặc là ở movie theater, hoặc là at the concert. Các bạn muốn nói
là đâu cũng được, nhưng mà nói câu dễ nhất cho người ta hiểu ha. Rồi tiếp theo, is it a bear? Is it a bear? Nó là con gấu phải không? Yes it is. It's a bear. Đúng rồi, nó là con gấu ha. Ok. Do you like? Bạn có thích gấu không? Yes, I like bear. Tôi thích gấu, còn không thì mình nói no, I don't like bear. Ok. What's your favorite animal? Hỏi tiếp nè, bạn thích con vật gì nhất? Một con thôi. Thích con gì? I like a dog. Tôi thích con chó. Con chó nhất. Thì các bạn nói ra. Rồi cuối cùng khán giả nói ok, now. Bây giờ hãy nói cho tôi biết là do you live in a house or apartment? Bạn sống ở trong một căn hộ hay là trong căn ngôi nhà vậy? Ai sống trong nhà thì nói là I live in a house. Bạn nào sống trong căn hộ nói là I live in an apartment. Ha. Căn hộ chung cư đó các bạn. Ha. Who live with you in your house? Ai sống với bạn ở trong ngôi nhà vậy? Thì my family. Ha. Rồi ai giỏi thì trả lời tiếp live with me in my house. Đó là người ta biết là các bạn hiểu câu chuyện luôn, hiểu người ta đang nói gì luôn. Ok chưa? Nhớ đọc câu phản hồi ha. Rồi, is your bedroom các bạn ha, bỏ chữ bedroom đi nha, chữ sister nha. Bedroom không có chữ sờ ha. Is your bedroom big or small? Cái phòng ngủ của bạn to hay nhỏ? To thì các bạn chọn to, nhỏ thì các bạn nói is small. Nó nhỏ. Rồi cuối cùng người ta nói kết thúc rồi. Ok, thank you, goodbye. Được rồi, cảm ơn bạn nha và tạm biệt bạn. Thì các bạn cũng lịch sự nói lại dạ, thank you, goodbye. Cảm ơn ạ. Rồi chào tạm biệt. Đó. Còn bạn nào mà đứng lên đi luôn im lặng, người ta nói ủa không biết nói câu goodbye hả? Không nói biết nói câu thank you hả? Nãy giờ nói chuyện với nhau thì mình cũng quen nhau rồi đúng không? Mà người ta thank you mình là cảm ơn bạn đã ngồi lắng nghe và trả lời với tôi, cùng nói chuyện với tôi. Thì các bạn cũng lịch sự lại thank you. Người nước ngoài người ta hay nói thank you nhiều lắm nha các bạn. Cái gì cũng nói thank you được cái đó à. À, làm cái việc nhỏ xíu cũng nói thank you. Còn các bạn cũng cố gắng nói thank you ha. Nghe cảm thấy là vui nha. Hi, goodbye. Tạm biệt ha. Đừng nói see you again nha. See you later nha. Tức là các bạn thi rớt rồi sau này mới, cái điểm thấp quá rớt rồi mới gặp lại để thi lại nha. Ok. Nhiều bạn nói thank you, goodbye, see you again. Ha. Rồi mình sẽ gặp lại lên cái lớp mới là mover chứ đừng có gặp lại starter nha. Đợt này đáng lấy cho cô 15 khiên là được rồi. Ok, không cần nhiều. 15 khiên thôi là điểm tối đa. Người ta tính bằng khiên nha các bạn. Đúng 15 khiên điểm tối đa nha. Rồi, cô chúc các bạn học giỏi nha. Bạn nào mà cảm thấy mình đọc không được, alo cho cô. Ok, cô sẽ giúp cho các bạn nha. Còn bạn nào tự giác hoặc được tự giác học qua video của cô được thì các bạn tự học nha. Rồi báo điểm cho cô mừng ở dưới bình luận thì cô cũng mừng rồi, cô vui, cô chúc các bạn chúc mừng các bạn nhé. Rồi các bạn nhớ chia sẻ video cho nhiều người khác học chung với nha. Tại video của cô công khai là để dành cho các bạn học miễn phí. Thì các bạn nào có tùy lòng hảo tâm của các bạn thôi, cô có để ở dưới thông tin ở dưới rồi, các bạn nhấn vào hiển thị thêm, các bạn đọc phần mô tả. Rồi thank you, goodbye, see you again.